Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Nhân để quay giới thiệu chú quý vị và các bạn một lô mai ha. Đó, nay thì quay lô mai này mình cũng to to quý vị, củ đế cũng nôm không đây ha. Sườn cành cỏ luôn đây. Chào em. Giờ em chào anh Tấn ha. Em xin chào quý cô chú anh chị trên toàn quốc nha. Hôm nay cũng có một số phô mai, mai này mai giao hạt Thủ Đức cho cô chú anh chị. Hàng này gì cô chú anh chị mình ghép ha. Thì hình thức ship em thì bao sóng bao ship của chú anh chị mình toàn quốc nha. Địa chỉ em ở đây là ở ấp Long Hòa, Hòa Định, chợ gạo Tiền Giang. Rồi, để không làm mất thời gian ha, thì em vào chi tiết cây hôm nay là mã số 31 nha. Rồi, mã số 31. Này, em nói tiếp với cái clip trước của chú anh chị. Rồi, chiều cao là 35. Đó, đây, hoành 13. Cây này cái đế nhảnh nhảnh có đúng duyên lắm nha cô chú anh chị. Tăng dù mini ha. Tăng dù mini. Đế đặt kẹo. Đế kiểu như lai lai như cũng dán dán tựa thú nè. À, em giao lô giá 200 của chú ơi. Rồi 200.000 của chị. Chốt ra gấp hàng. Rồi qua cây mới. Mã số 32 ha. Chiều cao là 53. Đó, một chiều 3 cho nó nha cô chú anh chị. Rồi hoành 23 ha. Rồi 23 có cái củ nở anh em đo em trừ heo đi. Rồi 67. Ở 67 trừ heo tắt luôn đi. 57 luôn chú ơi. Đó. Cây này cô chú anh chị mình không thích cái phòng cắt đây nè, mình nuôi lại như cây trực lắc ha, kéo này rất là khéo cây nha cô chú anh chị. Đó, nhưng cái mặt này đi mình cắt cắt ở đây ha, mình dựng cái đọt lại đây nè, lắc lên. Rồi mã số 32 này em vô lô giá 1.2 triệu ha. Rồi 1.2 triệu. Cây này củ đế rất là đẹp nha cô chú anh chị, củ đế lực. Rồi qua cây mới luôn, qua mã 33 luôn. 33 chiều cao là 60. Đó, hoành ở đây nó là 15. Rồi 15 hoành tại cành có luôn, phong tàn dù luôn, tại cành đặt kẹo nha cô chú. Đó, tàn dù mà chi cành nha cô chú anh chị mình, lọc cái tàn ra rất là đẹp nha. Rồi, để luôn, để đều không luôn. Có thiếu mặt nào hết á. Rồi giá 250.000 luôn cô chú ơi. 250.000. rồi xuống cây luôn. Rồi mã 14 ha, 34 ha. Cao là 40. Rồi, hoành đây là 23, hoành có hơn của chú ơi. Rồi. Cái này có nguyên cái củ đặc luôn nè. Cái củ đặc của nó là 48. Đó. Để sổ luôn. Để sổ là 29. Cây này tay cành khéo lắm nha cô chú anh chị. Đó, cột cành ha. Củ đế rất là đẹp luôn. Nguyên củ đế lực luôn cô chú anh chị. Ở mã 34 này em giao lưu giá 1.4 triệu. Rồi xuống cây để cô chú anh chị mình thấy ha, cực kỳ luôn cô chú ơi. Rồi mã số tiếp theo luôn, em qua mã 35, cây lùng lực luôn, chiều cao nó là 35 luôn, hoành thì em đo trên đây đi 27 ha, nào đo sát sát đây nó tới 30 lận. Rồi 27 hoành luôn cô chú anh chị ơi. Ở trên lưng nó có cái vết sẹo hồi xưa nha cô chú anh chị, nó của nhánh tử ha, còn nhỏ hơn ngón tay tỏ nữa ha. Cây này cái dáng của cô chú anh chị chơi bonsai cũng rất là đẹp. Đó, có cành có sẵn nè. Em cho lô giá 1.4 triệu luôn. Mã số 35. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 36. Cây lùng lực. Cao là 19. Rồi, hoành eo đây là 21 ha. Rồi. Cái cây này tại chưa cắt lại của chú chị ạ. Này cắt lại ha, cắt gút gút hai cành này ngắn ngắn xuống nè. Chú chị chơi cây bonsai lùng lực luôn. Cây trực lắc của chú chị. Em giao lô mã số 36 này giá 1.2 triệu ha. Rồi 1.2 triệu, mã số 36. Rồi cô chú anh chị mình chơi cái mặt tiền này đi. Đó, cắt cái cành này mình làm như cái cành một ha. Và đây thì cái cành ngoài sau này mình làm cái cành phong. Rồi xuống cây. Đây, qua mã số 37. 37 chiều cao là 59. Và hoành là 16. Hàng nhỏ nhỏ xinh xinh luôn của chú anh chị ơi. Rồi, để luôn rồi quý vị. Để thì đều hết luôn. Cái này cũng có cái củ nở nở á. Duyên lắm của chú anh chị. Rồi, giá 300 luôn của chú anh chị ơi. 300.000. 300.000 một cây mai. Đó. 300.
cây luôn. Hôm qua mã 38 luôn. Rồi mã số 38 chiều cao nó là 45. Cái này hoành 28 ha. Rồi. Có cái cũ cũ 40. 28 hoành cũ nở 40 luôn. Đó. Cây này tay cành to lực không có chú chúng chị ạ. Rồi xuống cụ đế luôn ha. Đó, chân chịu đồ đầy đủ ha, không có trống luôn chú chị. Chân chịu rất là lực. Rồi mã số 38 này em giao lưu giá 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. À, tiếp theo mã 39. 39 chiều cao nó là 60. À, hoành đây là 24 hoành. Cái này có cái cũ nở lắm chú chị. Cực cực ha, cốt cành này bỏ khá là đều luôn chú chị ơi. Cũ nở, lùng lực cũ nở. À, em giao lưu cái mã số 39 này giá 1 triệu. À, hoành to luôn. Xuống cây luôn. Rồi, mã số 40 ha. 40, chiều cao nó là 49. Hoành đây 20. Cái cũ đặt của nó là 41. Cây này cốt cành đều đẹp nha cô chú chị. Cây này nhìn ngoài nâng cây lắm cô chú chị ạ. Rồi lật cây nha. Để này cô chú chị mình về vô chậu ép chậu chơi ha. Rồi mã số 40 này em giao lưu giá 900. Rồi 900 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã 41. Lùng lực luôn. Chiều cao nó là 33. Hoành đây là 21 ha. Rồi. Cụ đế đặt kẹo luôn. Ở đây nó có bị sam nhẹ cái vết này anh thấy. Rồi cái vết xẹo của thầy cành đó ha. Nhưng mà cành này vẫn bao sống khỏe của chú anh chị mình nha. Nó đang cuốn rất là mạnh luôn á. Rồi để luôn nào quý vị. Rồi mã 41 này em giao lưu giá 700. Đó, chú anh chị thấy ha, nguyên một cái bệ đế. Đó, 700 kỳ luôn ha. Em qua mã số 42. 42 chiều cao nó là 60. Hoành đây là 23 ha. Rồi. Có cái cũ cũ. Cái cũ 43. Cũ 43. À, để thì sổ đều hết trơn này ha. Đều hết luôn. Tại cạnh đã có đủ luôn chú chị. Đây, để đây quý vị. Để sổ dài ha. Kính dài lực. Em đo cái độ sổ đế. Sổ đế đây là 25. À, mã 42 này em giao lưu giá 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Mã 43 ha. 43 chiều cao tới đây là 20 ha. Hoành thì em đo trên đây luôn của chúng chị 25 hoành. Nó nở ở đây là 30 ha. Trên kia cái cây này đứng đứng của chúng chị mình tham khảo ha. Đó. Đứng lên nhìn nó đẹp hơn của chúng chị ạ. Này nó có mấy cái vết này là nó liền hết nha cô chú anh chị. Xẹo sao ha, xẹo ha. Là kéo liền hết rồi. À, lùng lực luôn. Đó, cây này nhìn ngoài nó làm như con cóc, rất là mập luôn. Rồi em giao lưu giá 900 ngàn. Rồi 900 nha cô chị. Rồi, cây mới luôn. Hôm qua mã số 44 ha. 44 chiều cao là 70. Cái này hoành là 23 hoành. Em đo nguyên cái củ đặt đây luôn ha. Củ đặt đây 56 nè. Đó, là lúc ở trên nha. Rồi, sau đấy nó đánh từ cái cậu rễ xuống như đây. Đây xuống là 28. 28 ha. Nguyên một khối đặt luôn nha cô chú anh chị. Không có trống luôn nha. Khối cứng, cứng luôn ha. Cứng ngắt luôn. Tại cành ở trên thì có đều luôn. Đây vậy, cành có đều đây ha. Rồi, mã 44 này em giao lưu giá 1,4 triệu ha. Rồi, 1,4 triệu. Ok, một khối đế đặt luôn nha cô chú anh chị. Đây giữ ha, cứng cứng luôn. Không trống mặt nào luôn. Rồi, qua cây mới ha. Rồi, em qua mã số 45. Rồi, 45. Lùng lực. Rồi, chiều cao giờ em đo tới đây có 12 à. Rồi. Xuống tới bầu là 39 ha. Hoành là 20. Rồi, 20 hoành. Cái cũ đặt ở đây là 43. Đó. Cây này mới cắt chưa đục lại luôn cô chú anh chị. Cây này mà đục giót lại đẹp lắm cô chú chị. À, mã số 45 này em giao lưu giá 900 luôn ha. Đó, 900 nha quý vị. Lùng lực rất là đẹp cho cô chú chị. Đế cộng bắp bắp không ha. Rồi, ok, ok mới luôn quý vị.
Tiếp tục là cây mã số 46. 46 chiều cao đây là 97 ha. Rồi, hoành đây nó là 30. Cái này có cái củ nạc luôn. Em đo củ nạc, đo ngang nghe luôn đi. 53 nè. Rồi, củ nạc 53. Đó, làm đo lúc ở trên ha. Này nó xuống. Có cái sẹo ha. Đây sẹo. Nó có cái sẹo bể da. Nhưng mà cú mép rất là mạnh của chúng chị, cứ yên tâm ha. Không bị mục bọng gì hết của chúng chị. Cái củ đế của chúng chị thấy hai tay vô xi nhê gì đâu. Tay cành luôn ha. Tay cành thì đặt kẹo luôn. Rồi, mã 46 này em giao lô giá 2,2 triệu. Rồi, 2,2 triệu. Cây ngoài, lực cây lắm của chúng chị. Đó, nguyên một cái củ đế chúng chị thấy cực kỳ luôn ha. Xuống cây ha. Rồi, em qua mã số 47. 7 đây. 47, chiều cao của nó là 45 ha. Rồi, cái hoành. Hoành đây là 28 hoành. Đó lấn lấn đây nó tới 30 lận. Cái cành phóng này đây vô tới đây là 30 ha. Cây này củ đế lực đẹp luôn chú chúng chị. Để sổ nó là 25. Cây trực có cành phóng ha, đây của chúng chị mình chơi có mặt tiền ha. Đó, cực kỳ luôn chú chị ơi. Củ đế rất là lực. Mã 47 này em giao lưu giá 1,500,000. Đó, có 1,5 triệu thôi cô chú chị. 28 hoành. Cây đầu voi đuôi chuột. 28 hoành mà vót lên cái ngọn nè. Hay có 11 à. Đó, vót 11 ha. Rất là nhỏ luôn ha cô chú chị. Rồi, xuống cây luôn. Hôm qua mã 48. 48 chiều cao nó là 72. Rồi hoành đây là 28 hoành. Đồ nguyên cái củ nạc ở lửng ở trên đây nha. Trên đây là 47 ha. Đó. Nhưng mà hạo xuống đây thì nó cái nồi 83. Cái nồi đó 83. Đó. 83 là lên chậu nha cô chú anh chị. Đó, lên chậu mình là 83 hoành ha. Mình đưa nguyên cái dàn củ này cực kỳ luôn cô chú anh chị. Qua chợ cộng đế. Đo thử cộng đế ngoài đây coi nó được bao nhiêu. Đó, em đo ngoài đây đo ngang qua luôn đi. Đó, 16 nè. Mấy cộng này thì nó hơn rồi. Cộng này chắc hai mấy á. Rồi mã số 48 này em cho lô giá 2,5 triệu. Đó, bao ship toàn quốc luôn của chúng chị. Cây cốt cành ha. Rất là đẹp luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo. Mã số 49. Hay hoài ta. Cao 50. Hoành đây là 28 yếu xíu nè. Rồi. 27 ha. 7 hoành. Giờ đo cái củ này đi, cái củ con mình hạo lửng đây đi. Đặt đây là 50 ha. Rồi. Nguyên cục đặt luôn nha cô chú anh chị. Để là không có trống mặt nào luôn chú anh chị ơi, để cộng lực mà để sổ dài ha. Cái này nhiêu đây? Cây này sổ dài của nó là 30 á. 30. Lùng lực. Tay cành có. Đó, bóp giót luôn. Rồi, giá 2 triệu thôi của chú chị ơi. Rồi, 2 triệu ha. Đó. Bóp giót cái đọt còn 15. 15. Rồi, 2 triệu thôi quý vị. Cục đế cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Đó, rồi, cây mới luôn. Theo mã số 50. 50 đây. 50, chiều cao 66. Hoành đây là 26 ha. Rồi, 26 hoành. 26 hoành luôn chú chị ơi. Đó. Cái cây này nguyên cái bản đế. Bản đế rất là đẹp của chú chị. Nguyên cái bản đế của nó 20, 2 tấc. Nguyên cái bệ kỳ ha. Rồi, mặt hậu cũng có đế luôn ha. Mặt tiền. Điều, mặt hậu thì nó không bằng cái mặt tiền ha. Mà đế thì nó cũng vẫn bỏ điều hết. Không có trống của chú chị. Rồi, giá 1,500,000 của chú chị ơi. Rồi, 1,500,000. Rồi, xuống cây luôn. Theo mã số 51. 51. Cuối cùng luôn. Cuối clip hôm rồi, nay chiều cao là 86 ha. Đó, cây hoành. Hoành 28. Cụ đế nè.
Đó, nguyên cái cũ em đo lửng ở đây đi ha, 48. Cái này mà đo chặt chẽ xuống là 50 mấy nha cô chú anh chị. Thì cứng đế luôn ha, cứng đế luôn. Cái này của chú anh chị mình chơi cái phòng tàn dụ cho nó rất là đẹp nha. Tay cành cây này bỏ rất là đều luôn chú anh chị. Tay cành to to không à. Rồi, mã số 51 này em giao lưu giá 1.800.000 ha. Rồi 1.800.000 mã số 51. Ok, đế khủ cực kỳ nha cô chú anh chị. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi ha. Mong quý cô chú anh chị xem ưng ý ủng hộ giùm em cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình lúc sau.